nước mắm này có vi khuẩn không mẹ? Sôi thế này vi khuẩn chết hết rồi con. Không hẳn vậy, trong nước mắm nhiễm khuẩn, bao tử vi khuẩn có thể tồn tại ngay cả khi được đun sôi. Chúng tôi đã kiểm nghiệm và xác nhận nước mắm Nam Ngư với công nghệ loại trừ vi khuẩn gây hại, đảm bảo sức khỏe người sử dụng. Từ nay mình chuyển sang dùng Nam Ngư để bảo vệ sức khỏe cả nhà. Nam Ngư, nước mắm vì sức khỏe. Jinzu Foods. Chào mừng quý vị đến với chương trình Ai Là Triệu Phú. Thưa quý vị, mỗi một chương trình Ai Là Triệu Phú, chúng tôi luôn mời tới trường quay S10 của Đài Truyền hình Việt Nam 10 ứng viên để tham gia chơi với chúng tôi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ làm quen và chào đón 10 ứng viên đến với chương trình Ai Là Triệu Phú tuần này. Đặng Văn Dần đến từ Ninh Bình, Cao Ngọc Lân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Ngọc Bích đến từ Hải Dương, Ngô Thị Oanh đến từ Hà Nội, Nguyễn Thành Nam đến từ Hải Phòng, Nguyễn Thanh Quang đến từ Đà Nẵng, Nguyễn Thị Thanh Hà đến từ Nam Định, Cai Việt Tuấn đến từ Hà Nội, Quỳnh Thị Hồng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Thị Lộc đến từ Hà Nội. Đó là 10 ứng viên sẽ tham gia trả lời nhanh cho một câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Trước mắt họ là hệ thống máy tính, ở đó có hiển thị câu hỏi và các phím bấm A, B, C, D để người chơi lựa chọn trả lời câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Bây giờ là lúc chương trình xin đưa ra câu hỏi dành cho các ứng viên. Sắp xếp các từ sau để được một thành ngữ: A gừng, B càng cay, C càng, D già. Xin mời. Thời gian dành cho công viên đã hết và bây giờ là thời gian để chúng tôi đưa ra câu trả lời đúng. Chúng tôi đã hỏi công viên là sắp xếp các từ sau để được một thành ngữ. Và thứ tự đúng sẽ là A gừng, C càng, D già, B càng cay. Chúng ta sẽ xem kết quả. Nhiều người trả lời đúng, xin chúc mừng Nguyễn Thị Thanh Hà ở 3 giây 70 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất. Xin chúc mừng. Người chơi đầu tiên trong chương trình tuần này đó là chị Nguyễn Thị Thanh Hà, 56 tuổi, đến chúng ta từ Nam Định, là cán bộ đã nghỉ hưu. Sở thích của chị là làm thơ tình, dạ vâng, thêu thùa, đan lát, thích online, tán chuyện với bạn bè trên mạng. Đúng thế. Và một ngày chị trên mạng là bao nhiêu thời gian ạ? Tôi thường có thói quen một ngày trên mạng khoảng từ 30 phút đến 60 phút anh ạ. Chị thích làm thơ tình. Dạ vâng. Và có bài thơ nào có thể cống hiến cho khán giả của chương trình Ai Là Triệu Phú không ạ? Dạ, hôm nay đến chương trình tôi cũng có mới sáng tác một bài thơ, xin đọc tặng chương trình ạ. Dạ vâng. Vào hàng tuần thứ ba mỗi tối đúng 8 giờ cháu gọi bà ơi, Ai Là Triệu Phú đến rồi, ra đây bà cháu mình ngồi cùng xem. Bác Lại Văn Sâm rất thân quen, bà tham gia cháu ghi tên cho bà, trở thành triệu phú trong nhà, phần thưởng bà nhớ mua quà tặng ông. Rất hay. Cảm ơn chị vì bài thơ vừa rồi tặng cho chương trình Ai Là Triệu Phú. Hôm nay chị đến chơi chúng tôi cùng ai ạ? Dạ, tôi đến chơi cùng với lại cháu con của em gái của tôi, cháu là Vũ Thu Hiền ạ. Xin chào bạn Vũ Thu Hiền. Dạ vâng ạ.
Cháu xin chào bác Lại Văn Sâm ạ. Cháu xin chào các vị quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Cháu tên là Vũ Thu Hiền, hiện tại thì cháu đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Ngoại thương. Và hôm nay cháu rất vui mừng được đến đây để làm bạn đồng hành cùng bác với cháu. Và cháu xin chúc bác sẽ thành công trong chương trình ngày hôm nay. Chị đã nghe lời động viên của cháu. Bây giờ thì chị sẽ phải cùng chúng tôi trải qua những thử thách. Có tất cả 15 câu hỏi trong mỗi chương trình Ai Là Triệu Phú. Ba mốc quan trọng chúng tôi muốn người chơi vượt qua đó là 5, 10 và 15. Và có ba sự trợ giúp dành cho người chơi đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Chị nắm rõ luật của chúng tôi ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Đã sẵn sàng chơi chúng tôi chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Người chơi đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu đi tìm Ai Là Triệu Phú. Câu hỏi đầu tiên, trái với nghĩa chậm chạp là gì? Đù đờ, lù đù, nhanh nhẹn hay đờ đẫn? Đáp án C là đáp án cuối cùng của tôi ạ. Đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 2, người ta thường nói tối như đêm ba chấm gì? A. Tân hôn, B. 30, C. Trăng tròn, D. Đầu tháng. B là đáp án cuối cùng của tôi ạ. Tối như đêm 30, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 3, trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng thì Donald là con gì? Mèo, chuột, sóc hay vịt? D ạ, đáp án cuối cùng của tôi là D đấy ạ. D, vịt Donald, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 4, người ta thường nói chồng như đó, vợ như ba chấm gì? A. Giỏ, B. Nồi, C. Hom, D. Câu hỏi số 5, trong một năm có 2 tháng dương lịch liên tiếp đều có 31 ngày, đó là những tháng nào? Tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 hay tháng 9, tháng 10? C là đáp án cuối cùng của tôi ạ. Tháng 7, tháng 8, xin chúc mừng, đó là câu trả lời đúng. Chị đã rất nhanh vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên và hiện nay chị đã có chắc chắn 1 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 6, mức thưởng sẽ được nhân đôi. Và bắt đầu từ câu số 6, chị có thêm một sự trợ giúp thứ tư, đó là tư vấn tại chỗ. Câu hỏi trị giá 2 triệu. Loài côn trùng nào sau đây dài nhất? Kiến, nhặng xanh, bọ xít hay bọ Goliath? Nhặng xanh rồi kiến rồi bọ xít thì biết, nhưng mà cái bọ Goliath này chưa nghe thấy bao giờ cả. Câu này tôi xin sẽ trợ giúp 50-50 ạ. 50-50. Chúng tôi xin mời máy tính bỏ đi 2 phương án sai. B và C là 2 phương án sai, chỉ còn lại hoặc A kiến hoặc D bọ Goliath. Tôi chọn phương án D ạ. D, bọ Goliath. Và chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì ạ. D, xin chúc mừng. Và cho dù mình không biết nó là con gì, nhưng con kiến nó bé như con kiến, người ta hay nói bé như con kiến thì còn con nào bé hơn nữa, đúng không ạ? Đoán thế. Vâng. Chưa biết nó chữ nào. Vâng, đoán thế. Đôi khi ở trong chương trình Ai Là Triệu Phú thì chúng ta có thể loại trừ để tìm ra câu trả lời đúng. Chị đã vượt qua câu số 6 sau khi sử dụng sự trợ giúp 50-50. Hiện nay chị đang có 2 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 7, mức thưởng sẽ tăng lên 3 triệu 600 nghìn đồng. Và chị vẫn còn 3 sự trợ giúp. Câu hỏi số 7, bảo tàng không gian văn hóa Mường nằm ở tỉnh thành nào? Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên hay Tuyên Quang? Tuyên Quang, Thái Nguyên thì có rất là ít, nhưng mà không biết là bảo tàng của không gian văn hóa Mường này thì có ở Hòa Bình không. Tuyên Hòa Bình thì rất là nhiều người Mường, chủ yếu là nằm ở Hòa Bình, nhất là trong cái vùng Ngọc Lạc. Tôi xin dùng một sự trợ giúp nữa là đó là sự trợ giúp gọi điện cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Và chị sẽ gọi cho ai ạ? Tôi gọi điện thoại cho con trai tôi là Phạm Minh Trung ạ. Phạm Minh Trung. Dạ vâng. Chúng tôi xin kết nối điện thoại với bạn Phạm Minh Trung ạ. Alo. Alo, bạn Phạm Minh Trung phải không ạ? Dạ vâng ạ. Chào bạn, chúng tôi gọi điện thoại cho bạn từ trường quay của chương trình Ai Là Triệu Phú. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng, hiện nay tôi đang ngồi cùng với chị Nguyễn Thị Thanh Hà
Dạ vâng. Và có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của bạn, bạn sẵn sàng giúp đỡ chưa? Dạ vâng, sẵn sàng ạ. Chúng tôi sẽ dành cho hai người một khoảng thời gian là 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Bảo tàng không gian văn hóa Mường nằm ở tỉnh nào? Dạ vâng. A Hà Nội, B Hòa Bình, C Thái Nguyên, D Tuyên Quang. Bảo tàng không gian văn hóa Mường nằm ở tỉnh nào? Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Hòa Bình. Khả năng nhiều là Hòa Bình đấy mẹ ơi. Khả năng thì có chắc chắn không? Khả năng để xin nhớ lại một chút. Khả năng là Hòa Bình nhá. Hòa Bình là cao. Chắc chắn không? Gần như chắc thôi. 60% thôi nhá. Tôi sẽ lại chọn phương án là hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Vâng. Chúng tôi xin đọc câu hỏi và các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp cho chị Nguyễn Thị Thanh Hà. Bảo tàng không gian văn hóa Mường nằm ở tỉnh nào? A Hà Nội, B Hòa Bình, C Thái Nguyên, D Tuyên Quang. Xin mời khán giả. Mười 6% chọn A, 64% chọn B, 6% chọn C và 14% chọn D. Vâng, rất là cảm ơn khán giả đã trợ giúp vào tôi và tôi xin chọn phương án B. Câu trả lời cuối cùng của chị là vâng, B. Vâng. Hòa Bình. Và chúng tôi sẽ thông báo kết quả đúng sau ít phút. Chọn thông minh định hình đẳng cấp. Tháng 1 năm 2012, BIDV triển khai chương trình tiền gửi dự thưởng dành cho khách hàng tổ chức. Để có cơ hội trúng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 15 tỷ đồng, khách hàng liên hệ các chi nhánh BIDV để biết thêm chi tiết. BIDV, 55 năm đồng hành cùng phát triển. Tôi yêu TV Samsung vì thiết kế đường viền siêu mỏng và sang trọng. Tôi yêu TV Samsung vì hình ảnh sống động và sắc nét. Tôi có thể thoải mái xem video trên web và chất webcam. Tôi yêu TV Samsung vì hình ảnh 3D siêu thực. Samsung TV bán chạy số 1 thế giới. TV LED mới giá từ 7.900.000 đồng. Sắp xong chưa? Kính thân hoàng thượng, sợi cung đình thơm phức, sốt từ thịt ngọt ngon, thêm gia vị vừa tròn, mì cung đình ngon tuyệt. Cho ta bắt mì cung đình khoai tây. Mì của em ăn ngon mỗi ngày. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Mẹ anh thật căng thẳng, ăn như vậy làm sao mà đủ chất? Công thức BDA Plus được kiểm nghiệm lâm sàng chứng minh cải thiện tình trạng biến ăn, giúp tăng cân và tăng chiều cao. Mẹ đã tăng 1.2 cân và cao thêm 2.9 cm. Với BDA Plus bé sẽ ăn ngon miệng hơn. Hãy kiểm tra tóc bạn nhé. Nếu tóc khô, bông gòn sẽ vướng lại trên tóc. Ôi, tóc chỉ trong mềm mượt thôi sao? Hãy tham gia thử thách 7 ngày với Sun Siêu, cho tóc mềm mượt hơn hẳn chỉ sau 7 ngày, bông gòn không còn vướng trên tóc nữa. Mềm mượt ngay cả khi chạm vào. Tóc mềm mượt hơn hẳn chỉ sau 7 ngày. Ajinon cải tiến mới giúp giữ chọn hương vị tự nhiên của nguyên liệu cho mọi món ăn thêm thơm ngon.
Hạt nêm Ajinomoto, nước hầm xương thực sự, giữ hương vị tự nhiên. Ajinomoto. Mẹ, con muốn gì chị ơi? Còn chắc chứ, dầu gội Lifebuoy với dưỡng chất protein sữa, chăm sóc tóc trong từng lần gội. Dầu gội Lifebuoy cho mái tóc suôn mượt và chắc khỏe. Giới thiệu kem đánh răng PS Comit 8 tác động, mang lại 8 giải pháp ngăn ngừa các vấn đề răng miệng, được phát hiện bởi các chuyên gia PS. Với 8 giải pháp chăm sóc răng miệng tối ưu, PS Comit 8 tác động, bảo vệ răng miệng toàn diện. Nắng nóng gay gắt, da đầu có thể ngứa và sinh ra gầu. Dầu gội tia mát lạnh bạc hà, với tinh chất bạc hà mát lạnh, công nghệ ngăn gầu đột phá, mát sâu da đầu, loại sạch gầu, hết ngứa, cảm giác sảng khoái bất tận. Clear mát sâu da đầu, sạch gầu hiệu quả. Sưu tập toàn bộ khăn hè độc đáo, khi mua dầu gội Clear tại các điểm bán lẻ, hè thêm mát lạnh sảng khoái. Đúng rồi, Vigozet 4 chứa paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine, giải pháp hiệu quả trong các triệu chứng cảm. Không dùng Vigozet 4 cho phụ nữ đang cho con bú, người suy gan, thận nặng, tăng huyết áp, đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vigozet 4 trị cảm nhanh. Kem bôi da trẻ em Skin BB kết hợp giữa thảo dược kém oxy, vitamin nhanh chóng làm hết hăm da, viêm da, mẩn ngứa do côn trùng đốt. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà. Skin BB đồng hành cùng bé yêu. Tóc gãy rụng rồi cứ gãy rụng mãi. Dù đã thử nhiều cách nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu. Mình lo lắm. Đón chào dòng sản phẩm chăm sóc tóc hiệu quả dài lâu tốt hơn bao giờ hết của Pantene. Tóc hư tổn dễ bị gãy rụng trong 10 lần trải. Pantene với công thức cải tiến Pro Vitamin thấm sâu, giúp từng sợi tóc chắc khỏe sau 50, 70 hoặc 100 lần trải. Ăn đồ nóng như sao? Nóng trong người. Đang cơm các con ơi, hãy đi học có mà nóng. Nóng, có đất tự thanh, nhà mình không có bị nóng. Trà đất tây thanh, tận hưởng cuộc sống, không có bị nóng. Nóng tuyệt. Mình đã thử nhiều giải pháp mà tóc vẫn cứ chè ngọn mãi. Hãy đón chào giải pháp chăm sóc tóc hiệu quả tốt hơn bao giờ hết của Pantene đã 3 tháng qua. Và không còn tóc chè ngọn phát sinh. Tóc mình giờ đây cứ đẹp mãi thôi. Pantene mới, màn ảo thuật mới nhanh, bắt đầu. Nhờ gia vị nêm sẵn trong bột chiên giòn hải sản Achicut mới, chỉ cần pha bột với nước và những nguyên liệu vào để chiên thật vang giòn. Siêu ngon mẹ ơi. Tôi muốn cánh gà đâu mẹ. Rất dễ với bột chiên gà giòn Achicut. Chỉ cần sóc bột với cánh gà là có thể chiên ngay. Achicut nhân mà thịt ngon. Ajinomoto. Dùng giấy nhám làm láng bề mặt có thể gây chảy xước hơn, cũng như dùng sữa rửa mặt có hạt thô ráp dễ gây tổn thương, kích ứng da và gây nên 8 vấn đề về mụn. Mới sữa rửa mặt Nivea Farmen giảm nhờn và mụn với tinh chất chè trắng, giúp ngăn ngừa 8 nguyên nhân gây mụn mà không gây kích ứng da, cho bạn làn da sáng mịn, không lo về mụn. Giới thiệu bộ sản phẩm chăm sóc da sữa rửa mặt Nivea Farmen mới, điều nam giới cần. Với công nghệ lưu giữ canxi trên răng, Colgate nhãn hiệu chăm sóc răng miệng hàng đầu. Hey, come on. Là đàn ông hãy dùng sản phẩm dành cho đàn ông. Oh, X-Men đàn ông đích thực. Đây bản lĩnh X-Men đàn ông đích thực. Không thể tỉnh táo, hãy dùng hai viên Kune. Nhái Kune vui lái xe, Kune sảng khoái tinh thần, sảng khoái lái xe. Quay trở lại với chương trình A là triệu phú, chị Nguyễn Thị Thanh Hà đến chúng ta từ Nam Định cách đây ít phút đã quyết định đưa ra câu trả lời cuối cùng là B, Hòa Bình, cho câu hỏi mà chương trình đưa ra là bảo tàng không gian văn hóa Mường nằm ở tỉnh nào. Bây giờ lúc chúng tôi đưa ra câu trả lời đúng.
đã nhận suy luận đúng. Hòa Bình là tỉnh có đông đảo người Mường, rất đông người Mường sinh sống. Và không gian văn hóa Mường có diện tích khoảng 2 hecta, là nhận thu nhỏ của xã hội người Mường với gần 1.000 hiện vật. Chị đã vượt qua câu số 7 và hiện nay đang có 3.600.000 đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 8, mức thưởng sẽ tăng lên có trị giá 6 triệu và chị vẫn còn một sự trợ giúp nữa. Câu số 8, sân bay ở Côn Đảo mang tên loại cỏ nào sau đây? Cỏ hay cỏ? Sân bay mang tên loại cỏ nào sau đây? Cỏ may, cỏ vật, cỏ ống, cỏ mật. Tôi thực ra thì cũng đọc nhiều nhưng mà không được. Và chị cũng chưa đến Côn Đảo? Tôi chưa đến Côn Đảo thôi. Thật là khó cho chị. Vâng. Thế còn một sự trợ giúp cũng có thể sử dụng. Vâng. Mất. Chúng ta chuyển qua chắc câu trả lời đúng ạ. Thì giơ tay ạ. Vâng. Tôi là cán bộ công an nghỉ hưu. Năm nay là 77 tuổi. Tôi trả lời theo cái hiểu biết của tôi. Thì sân bay ở Côn Đảo ấy là cỏ ống. Người đầu tiên, người thứ hai, chúng ta sẽ nghe tiếp. Dạ, xin chào quý vị tại trường quay S10. Tôi là Dương Thái Quang Trang ạ, là cán bộ công ty cổ phần thương mại và đầu tư Biotech Việt Nam ạ. Tôi cho chị Nguyễn Thị Thanh Hà sân ống ạ. Sân cỏ. Dạ. Người thứ hai cũng chọn C và chúng ta sẽ lắng nghe. Xin chào trong trường quay, xin chào anh Lại Văn Sâm. Ở cộng thì tôi xin trợ giúp cho Nguyễn đến từ quận Đông Đa. Ở cộng xin trợ giúp người chơi là phương án C có ống. Chọn C có. Và tôi thấy rằng không có lý do để không chọn phương án C. Thì tôi xin chọn phương án C. Phương án C. Và chắc chắn đó. Chúc mừng. Chúc mừng mỗi người sẽ nhận 200.000 đồng tiền thưởng của chương trình. Với trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ, chị đã vượt qua câu số 8. Còn chính là tên sân bay Côn Đảo, một sân bay Nhật có các chuyến bay đi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Số 8 hiện nay chị đang có 6 triệu đồng tiền thưởng. Số 9 mức thưởng sẽ tăng lên có trị giá 9 triệu. Và mặc dù đã hết sự trợ giúp nhưng chị hãy cố gắng. Cảm ơn anh. Câu số 9. Các tập truyện Thành Hoàng Lạc Sổ Số, Nghĩa Địa Xóm Chùa, Lão Già là của nhà văn nào? A. Nguyệt Tú. B. Y Ban. C. Đoàn Lê. Hay đây Nguyễn Thị Ngọc Tú. Thành làng Hoàng Sổ. Thành Hoàng Sổ Số. Thành Hoàng làng Sổ Số. Nghĩa Địa Sống Chùa, Lão Già Thần. Thực ra ba tác phẩm này tôi chưa mà cũng chị cũng vừa. Vâng. Thì có lẽ là xin tôi cũng xin dừng cuộc chơi tại đây. Vâng. Chắc là ông đấy, bởi vì là cháu có nói rằng là đi chơi để có quà. Dạ vâng. Và chị chắc chắn đã có 6 triệu đồng tiền thưởng của chương trình. Dạ vâng, xin chào. Chị sẽ nghiêng về phương án nào trong số 4 phương án của chúng tôi đưa ra? Nếu mà tôi sẽ chọn là phương án A, được đúng. Dạ vâng. Đầu tiên là chúng tôi xin chúc mừng chị vì 6 triệu đồng tiền thưởng. Dạ vâng. Đã nhận được. Và thứ nữa, chị trả lời phương án A thì chị đã nhận một phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. C, câu trả lời đúng phải là C, Đoàn Lê. Vâng. Diễn viên, một họa sĩ, một nhà văn. Nhưng xuống là sở trường của bà. Và tập truyện Nghĩa Địa Xóm Chùa đã được xuất bản tại Mỹ. Nhà văn Đoàn Lê. Chị sẽ ra về với 6 triệu đồng tiền thưởng. Cảm ơn chị, chúc chị may mắn, mạnh khỏe. Vâng. Chúng ta vừa chị Nguyễn Thị Thanh Hà và chị Nguyễn Thị Thanh Hà đã quyết định dừng chơi đúng lúc để ra 6 triệu đồng tiền thưởng. Bất cứ cơ hội sẽ dành cho các viên còn lại và chúng tôi xin đưa ra câu hỏi.
sắp xếp tự sắp thành tên tiểu thuyết A Đặc Trên Thế Đấy Đê Thép. Xin mời. Công việc của mình, bây giờ câu trả lời của chúng tôi đã sắp xếp từ sau thành tên một tiểu thuyết và thứ tự đúng sẽ là A Đã, B Tôi, C Thế Đấy. Chúng ta sẽ xem kết quả. Nhiều người trả lời đúng và xin chúc mừng Hoàng Thị Lộc ở 4D06 là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất. Xin chúc mừng. Xin mời. Người chơi tiếp theo là chị Hoàng Thị Lộc, năm nay 59 tuổi, đến với chúng ta từ Hà Nội, là cán bộ đã nghỉ hưu. Là một người cũng rất ham hoạt động, mặc dù đã nghỉ hưu. Thực tế là từ cái đợt về hưu xong rồi thì cũng qua một cái thời gian vừa rồi là cũng rất dài đấy ạ. Cũng tham gia văn hóa văn nghệ cũng rất nhiều. Nói chung câu lạc bộ thì chắc rằng là với chị Hà thì có thể là ít hơn. Chơi vũ thì không biết, nhưng mà dừng cả hát thì cả ngày luôn. Chị hôm nay đến chơi chúng tôi cùng ai ạ? Chào nhà báo Lại Văn Sâm, tôi là Vũ Thị Anh Thư, năm nay 57 tuổi, đồng hành cùng với chị Hoàng Thị Lộc. Tôi rất mong chương trình Trong Trường Quay S10 ủng hộ cho chị Lộc ạ. Vâng, vâng, cảm ơn chị. Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu chơi với chúng tôi. Trong chương trình Ai Là Triệu Phú sẽ phải trả lời 15 câu hỏi. Có 3 mức quan trọng chị cần vượt qua, đó là 5, 10 và 15. Chúng ta có 3 sự trợ giúp đắc lực, đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Chị nắm rõ luật của chương trình chưa? Vâng ạ, tôi nắm rõ rồi. Đã sẵn sàng chơi chưa? Cũng sẵn sàng ạ. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên, hình ảnh con vật nào gắn với sa mạc? Khỉ, ngan, gà hay lạc đà? Vâng, tôi chọn đáp án D, lạc đà là đáp án cuối cùng của tôi. Đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 2, con sông nào sau đây không ở Việt Nam? Sông Cả, sông Thêm, sông Mã, sông Chu. Vâng, B đáp án cuối cùng của tôi ạ. B, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 3, có câu ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói 3 chấm như thế nào? A hay, B đúng, C dối, D đùa. Đáp án C là đáp án cuối cùng của tôi ạ, nói dối ạ. Đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 4, mì spaghetti có xuất xứ từ nước nào? Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh hay Ý? D đáp án cuối cùng của tôi ạ, nước Ý ạ. D là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 5, Vo Vin Nam là gì? Một món ăn, một môn võ, một vùng đất hay một loại xe? D là một môn võ. Và đó là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Chị đã vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và hiện nay chị đã có chắc chắn 1 triệu đồng tiền thưởng. Nó sẽ là 2 triệu đồng nếu như chị trả lời đúng ở câu số 6. Và bắt đầu từ câu số 6 chị có thêm sự trợ giúp thứ tư là tư vấn tại chỗ. Câu hỏi số 6, theo truyền thuyết thì Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền dưới gốc cây gì? A. Đa, B. Si, C. Sồi, D. Bồ Đề. Rất hay khấn Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà đúng là cây Đa, Si, Sồi, Bồ Đề thì cả 4 cây này đều ở trong các cái chùa, các có thể là trợ giúp trường quay. Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Vâng, hỏi ý kiến khán giả. Chúng tôi xin đọc câu hỏi và các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp cho chị Hoàng Thị Lộc đến chúng ta từ Hà Nội. Theo truyền thuyết thì Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền dưới gốc cây gì? A. Đa, B. Si, C. Sồi, D. Bồ Đề. Xin mời khán giả.
6% chọn A, 4% chọn B, 4% chọn C và 86% chọn D. Vâng, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã trợ giúp cho tôi trong câu hỏi này. Và tôi sẽ chọn cái phương án của khán giả bình chọn nhiều nhất là phương án D. Mà phương án tôi đã phân vân thì lại là phương án lại nhiều nhất. Và tôi xin chọn phương án D là phương án cuối cùng của tôi ạ. D, Bồ Đề. Theo truyền thuyết thì sau 49 ngày đêm thiền định, Đức Phật Thích Ca đã ngộ ra con đường giải thoát. Theo tiếng Phạn thì cây Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức. Và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Với sự trợ giúp của khán giả trong trường quay, chị đã vượt qua câu số 6 và hiện nay chị đang có 2 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 7, mức thưởng sẽ tăng lên có trị giá 3 triệu 600 nghìn đồng. Câu hỏi số 7. Ba khía là đặc sản của vùng đất nào sau đây? Cà Mau, Bình Định, Phú Yên hay Ninh Thuận? Nói chung là đi vào trong cái miền trong thì tôi cũng là ít khi được đi. Tại vì trước công tác thì tôi cũng toàn ở đây thôi. Cho nên là về cái đặc sản này thì mắm tôm ăn thì cũng rất là thích ấy, ngon ấy. Nhưng mà mỗi cái là ở vùng đất nào thì cũng lơ mơ quá. Chị vẫn còn 3 sự trợ giúp nữa. Vâng. Tôi xin trợ giúp mà tư vấn tại chỗ. Hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Vâng. Xin hỏi là trong trường quay ai biết câu trả lời đúng ạ? Thì giơ tay ạ. Tôi là Vũ Phi Thường, cán bộ cao cấp quân đội về hưu. Tôi xin tư vấn cho chị vừa rồi là nước mắm chính xác 100% là Cà Mau. Mắm tôm ạ? Mắm tôm Cà Mau. Vâng, Cà Mau phải không ạ? Vâng. Người đầu tiên chọn phương án A, Cà Mau. Và chúng ta sẽ lắng nghe tiếp. Dạ, xin chào nhà báo Lại Vân Sâm, xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Tên tôi là Trương Thị Liên, hiện là giáo viên ở Nam Định ạ. Tôi xin trợ giúp cho bác là đáp án chính là A, Cà Mau ạ. Bởi vì tôi chắc chắn là đáp án này là 100%. Người thứ hai cũng chọn Cà Mau và người cuối cùng. Cháu xin chào bác Lại Vân Sâm, xin chào tất cả quý vị khán giả. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Hoàng Lâm Như. Năm nay cháu là sinh viên năm thứ 2 Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Cháu xin tư vấn cho cô là đáp án A. Cháu chắc chắn là 100% ạ. Vâng, người thứ ba cũng chọn Cà Mau. Vâng, tôi cũng xin cảm ơn tổ tư vấn tại chỗ đã tư vấn cho tôi câu hỏi này. Và tôi sẽ cuối cùng của tôi, phương án cuối cùng của tôi là A, Cà Mau, theo như tổ tư vấn đã tư vấn. A, Cà Mau. Vâng, đáp án cuối cùng của tôi. Và chúng ta sẽ biết kết quả sau ít phút nữa. Tương ngon cấm vội vã, nhiều tháng dòng lên men, 100% tự nhiên, không dựa vào hóa chất, tạo vị ngon đích thực, an toàn mọi bữa ăn. Nước tương Maggi, ngon tự nhiên, an toàn tự nhiên. Maggi Maggi. Ajinomoto từ Ajinomoto. Thử Ajinomoto nào. Nhờ Ajinomoto, món nào cũng ngon tuyệt. Ajinomoto sắc kỳ diệu. Thêm lựa chọn với Ajinomoto túi mới. Lux Magical Spell, dòng sữa tắm nước hoa mới với các hạt màng hình nước hoa tinh tế, bù lại hàng giờ trên da sau khi tắm. Dòng sữa tắm nước hoa thơm vương vấn làn da. Lux HST SSFI phun xăng điện tử. HST SSFI phun xăng điện tử, phong cách hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. HZT SS 125 hoàn toàn mới. Hỗ trợ lệ phí trước bạ 1 triệu đồng cho dòng xe HZT SS trong tháng 3. Thay đổi và thách thức. Suzuki Way of Life. Cá kho. Vercanol gia vị hoàn chỉnh cho món cá kho. Bước 1, chuẩn bị cá. Bước 2, ướp Vercanol gia vị hoàn chỉnh. Bước 3, kho nhỏ lửa. 3 bước đơn giản cho món cá kho ngon đúng điệu. Hãy khám phá sản phẩm tiên tiến nhất từ Omomatic, chuyên gia giặt máy, với công thức đặc chế giúp đánh tan vết bẩn hiệu quả trong giặt máy, được các nhà sản xuất máy giặt hàng đầu khuyên dùng.
nước giặt Omomatic mới, lựa chọn hàng đầu cho giặt máy. Cùng vào bếp, cùng vào bếp, thơm ngon tô mì nè, ia. Bao ăn vì ngon đồng mơ, sẽ lỡ ước từng năm qua, chứ ăn mà đã xuất xa, như xin đã bỏ quên. Cùng vào bếp, cùng vào bếp, thơm ngon tô mì nè. Lại còn tiết kiệm. Giới thiệu kem đánh răng PS Clinic 8 tác động, mang lại 8 giải pháp ngăn ngừa các vấn đề răng miệng, được phát hiện bởi các chuyên gia PS. Với 8 giải pháp chăm sóc răng miệng tối ưu, PS Clinic 8 tác động bảo vệ răng miệng toàn diện. Máy kiểm tra gầu của Clear cho thấy gầu đã quay trở lại sau khi gội. Ồ, hãy dùng thử dầu gội Clear Men mới, ngăn gầu hiệu quả suốt 48 giờ. Anh xem kìa, không còn thấy gầu nữa. Đúng vậy, giờ tôi đã được thuyết phục. Dầu gội Clear Men mới rất dễ để nấu món xào ngon. Cứ xào rau bình thường, gần xong thì cho dầu hào Maggi vào, gọi thêm gia vị khác. Từ giờ khỏi đi nhà hàng. Đã xào nào này. Sữa trắng da chống nắng toàn thân Hazelin dầu hoa trà và mầm gạo Nhật Bản mới, giúp làm mờ vết thâm và dưỡng trắng. Tạm biệt vết thâm nám, khoe da trắng trong nắng. Máu xấu tuần hoàn máu kém tới não dẫn đến đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ sâu giấc nhưng vẫn mệt, ngủ hay mê sảng. Máu xấu tuần hoàn máu kém tới các chi dẫn đến tê nhức chân tay, đau mỏi vai gáy. Hoạt huyết minh đáo khang bổ máu, tăng cường tuần hoàn máu tới não, giúp an thần, tạo giấc ngủ sinh lý, sảng khoái, ngủ dậy không mệt mỏi, giảm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Hoạt huyết minh đáo khang bổ máu, tăng cường tuần hoàn máu tới các chi, giúp giảm tê buồn, đau nhức chân tay, đau mỏi vai gáy, cứng cổ. Hoạt huyết minh đáo khang máu tốt, tuần hoàn máu tốt, sức khỏe vượng. Tê nhức chân tay, đau mỏi lưng, đau mỏi vai gáy, đau nhức xương khớp thường gặp ở người già bị lão hóa khớp, người già ít vận động. Tê nhức chân tay, đau mỏi lưng, đau mỏi gối thường gặp ở người bị phong tê thấp, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, người bị đau dây thần kinh tọa. Tê nhức chân tay, đau mỏi lưng thường gặp ở người bị đau mỏi vai gáy. Tê nhức chân tay Bảo Nguyên giúp hỗ trợ điều trị tê nhức chân tay, đau mỏi lưng, đau mỏi vai gáy, đau mỏi gối, đau nhức xương khớp. Tê nhức chân tay Bảo Nguyên duy trì hoạt động tự nhiên của chân tay. Ngạt mũi, sổ mũi, viêm mũi, viêm xoang, quân đi bê, thuốc xịt mũi chứa oxy methazoline, dạng sương mù luồn sâu vào hốc xoang, điều trị hiệu quả ngạt mũi, sổ mũi, viêm mũi, viêm xoang, quân đi bê thông mũi tức thì. Không dùng quân đi bê cho trẻ em dưới 7 tuổi, người bị glaucoma gấp đóng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Suy giảm chức năng thận âm chủ yếu gặp ở nữ giới, suy giảm chức năng thận dương chủ yếu gặp ở nam giới, suy giảm chức năng thận âm ở phụ nữ tiền mãn kinh dẫn đến suy giảm sinh lý, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm hay cáu gắt, tiểu nhiều về đêm, suy giảm chức năng thận âm ở phụ nữ tiền mãn kinh dẫn đến sạm da, tàn nhang, da khô nhăn, tóc gãy rụng. Ích Xuân Bảo Nguyên giúp tăng cường chức năng thận âm, tăng cường sinh lý nữ, dưỡng da, giúp da căng đẹp mịn màng, giúp khắc phục các dấu hiệu ở phụ nữ tiền mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, tiểu nhiều về đêm. Ích Xuân Bảo Nguyên đánh thức tuổi xuân. Bạn nghĩ rửa mặt bằng nước có đủ làm sạch da không? Đâu, sữa rửa mặt Pons giúp làm sạch sâu và loại bỏ lớp tế bào chết sậm màu, cho bạn làn da trắng hồng rạng rỡ. Sữa rửa mặt Pons trắng hồng rạng rỡ. Mỗi ngày mới là một cơ hội mới để vươn lên. Hãy chuẩn bị cho mỗi ngày mới với sự chọn lựa ưa chuộng của gia đình Việt. Mì Hào Hảo, chọn lựa của khắp mọi nhà, phục vụ trên 2 tỷ bữa ăn ngon mỗi năm cho người Việt. Ở Viện Nghiên cứu Enmum, chúng tôi đặt mình vào vị trí mang thai của bạn để biết bạn mong muốn gì, cảm thấy ra sao và thèm ăn món nào. Và chúng tôi hiểu bạn cần folate sớm và trong suốt thai kỳ. Enmum Materna được thử nghiệm lâm sàng giúp làm tăng hàm lượng folate cho bé phát triển tốt hơn, cùng các dưỡng chất quan trọng khác cho bạn thai kỳ khỏe mạnh. Enmum Materna. 8 trên 10 phụ nữ mang thai đã uống đều yêu thích hương vị thơm ngon, dễ uống của Enmum Materna. Hãy uống thử và cảm nhận. Nescafe hương đậm đà mới nhé. Tại sao không? Thơm quá. Đưa mây về đây, kia thành bao nốt nhạc, ta hát tặng về nhau cho
Để mình thử xem sao. Ý tưởng hay đó. Niềm vui đó sẽ còn lớn. Nescafe hương đậm đà mới, khoảnh khắc diệu kỳ. Cùng đón một ngày mới sáng ngời, bên nhau bao gia đình hạnh phúc, trong niềm vui mãi dâng trào và niềm tin luôn xanh bước con ta. BIDV, ngân hàng bán lẻ thân thiện và hiện đại. Và ta bên nhau vươn tới những ước mơ. Quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú, chị Hoàng Thị Lộc đến chúng ta từ Hà Nội. Cách đây ít phút đã quyết định chọn câu trả lời của mình là A. Cà Mau. Cho câu hỏi của chương trình đưa ra là ba khía là đặc sản của vùng đất nào sau đây, sau khi đã tham khảo ý kiến của tổ tư vấn tại chỗ. Bây giờ là lúc chúng tôi đưa ra câu trả lời đúng. À, chúc mừng. Và chúng tôi xin chúc mừng tổ tư vấn cả ba người đã trả lời đúng. Mỗi người sẽ nhận 200.000 đồng tiền thưởng của chương trình. Với sự trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ, chị đã vượt qua câu số 7. Ba khía là một loài động vật thuộc họ cua. Nó thường sống ở vùng nước rừng ngập mặn. Mà mũi Cà Mau là nơi có rừng ngập mặn lớn nhất nước ta, nên ở đây cũng là nơi có rất nhiều ba khía. Vượt qua câu số 7, hiện nay chị đang có 3.600.000 đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 8, mức thưởng sẽ tăng lên có trị giá 6 triệu. Quốc kỳ của nước nào có hai hình tam giác xếp chồng lên nhau? Malawi, Kyrgyzstan, Nepal, Mozambique. Tôi xin sự trợ giúp của gọi điện thoại cho người thân. Gọi điện thoại cho người vâng, thân. Gọi cho con trai tôi là Mạc Hoàng Phúc ạ. Chúng tôi xin kết nối điện thoại với bạn Mạc Hoàng Phúc. Hello. Bạn Mạc Hoàng Phúc phải không ạ? Dạ vâng ạ. Chào bạn, chúng tôi gọi điện thoại cho bạn từ trường quay của chương trình Ai Là Triệu Phú ạ. Dạ vâng ạ. Tôi đang ngồi cùng với chị Hoàng Thị Lộc và có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của bạn đó chứ ạ. Dạ vâng, đúng được ạ. Chúng tôi sẽ dành cho hai người một khoảng thời gian là 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời ạ. 30 giây bắt đầu. Quốc kỳ của nước nào là hai hình tam giác xếp chồng lên nhau? Malawi, Nepal, Kyrgyzstan, Mozambique. Quốc kỳ của nước nào là hai hình tam giác xếp chồng lên nhau? Còn 12 giây, 11 giây. 6 giây. Nepal. À, được, cảm ơn con. Ở giây cuối cùng thì đưa ra câu trả lời cho mẹ là Nepal. Vâng. Tôi cũng xin chọn theo con trai tôi đã chọn là C, Nepal là đáp án cuối cùng của tôi. C, Nepal. Và chúng ta sẽ xem câu trả lời đúng ở đây là gì ạ? Thế, chúc mừng. Sở dĩ nước này có lá cờ như vậy là bởi vì hình dạng của lá cờ nó tượng trưng cho ngọn núi Himalaya nổi tiếng. Đồng thời nó thể hiện hai tôn giáo chính ở nước này, đó là đạo Hindu và đạo Phật. Hình mặt trăng và mặt trời trên lá cờ biểu tượng cho gia đình hoàng gia và gia đình tổng thống. Chị với sự trợ giúp của con trai đã vượt qua câu số 8. Hiện nay chị đang có 6 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng là câu số 9, mức thưởng sẽ tăng thêm 3 triệu nữa. Và chúng ta vẫn còn một sự trợ giúp là 50-50. Câu hỏi trị giá 9 triệu. Vị khai quốc công thần nào của nhà Đinh là người được giao cai quản và tu sửa thành Đại La? A. Nguyễn Bằng, B. Lưu Cơ, C. Trịnh Tú hay D. Đinh Điền? Thực tế là cái này tôi chưa được đọc đến. Thế nhưng mà vẫn xin nốt sự trợ giúp 50-50. 50-50 dạ, chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ đi hai phương án sai. A và D là hai phương án sai. Chỉ còn lại hoặc B. Lưu Cơ hoặc C. Trịnh Tú.
đấy đang cũng phân vân phương án D mà lại cũng lại bỏ đi hai phương án sai thì đúng là cũng rất là khó, một cái khó, tại vì là tôi chưa đọc đến cái sách này. Chị có quyền dừng cuộc chơi. Vâng. Có lẽ là cũng phải dừng cuộc chơi để có một chút phần thưởng. Vâng. Để một ấn tượng của chương trình. Anh là Triệu Phú. Chị sẽ dừng cuộc chơi. Vâng, xin dừng cuộc chơi ở đây. Dừng cuộc chơi ở đây. Xin hỏi chị là còn hai phương án này thì chị nghĩ là phương án nào? Thì tôi nghiêng về phương án C. C là phương án Tú. C. Vâng. Chúng tôi xin chúc mừng chị bởi vì chị đã quyết định đúng. Bởi vì nếu trả lời thì chị sẽ bị ra về với 1 triệu đồng tiền thưởng. Câu trả lời đúng của chúng tôi là B, Lưu Cơ. Chính sử cũng như thơ ca dân gian thường nói đến 4 trụ cột của nhà Đinh là Tứ Trụ, Bạc, Điền, Cơ, Tú. Và Lưu Cơ là người cai quản Hoàng Thành, có công tu sửa Hoàng Thành ấy, quay về hướng Nam thay vì hướng về phương Bắc như chính quyền đô hộ đã làm. Chị sẽ ra về với 6 triệu đồng tiền thưởng với lời cảm ơn của chúng tôi. Cảm ơn chị đã đến chương trình và chúc chị thành công, may mắn trong cuộc sống. Chị Hoàng Thị Lộc đến chúng ta từ Hà Nội đã quyết định dừng chơi để ra về với tự xuất hiện trong từ điển. A. Cam Thảo, B. Linh Chi, C. Bách Bộ, D. Xuyên Khung. Xin mời. Thời gian dành cho công viên đã hết và bây giờ là lúc chúng tôi đưa ra câu trả lời đúng. Chúng tôi đã hỏi công viên là sắp xếp các vị thuốc sau theo thứ tự xuất hiện trong từ điển. Và thứ tự đúng sẽ là C. Bách Bộ, A. Cam Thảo, B. Linh Chi và cuối cùng D. Xuyên Khung. Chúng ta sẽ xem kết quả. Nhiều người trả lời đúng và xin chúc mừng Nguyễn Thị Ngọc Bích là người đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất. Xin chúc mừng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, năm nay 59 tuổi, đến chúng ta từ Hải Dương, là cán bộ đã nghỉ hưu. Là một con người cũng mặc dù đã nghỉ hưu nhưng cũng rất ham mê các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Chị là một người sôi nổi nhưng hay đa cảm và hay khóc. Đấy là hồi trẻ chứ bây giờ thì sao? Thì không phải là từ trẻ mà bây giờ cũng vậy. Thì mỗi khi đọc một câu chuyện cảm động hoặc là một bộ phim hay là đến đứng trước một cái hoàn cảnh nào đó mình cảm thấy thương tâm thì tôi thường hay không kiềm được nước mắt. Và xin hỏi chị là hôm nay chị đến đây chơi với chúng tôi cùng ai ạ? Dạ, tôi hôm nay đến đây cùng với người đã đồng hành với tôi suốt 34 năm. Ồ. Đó là anh Ngô Bích Lâm. Vâng. Tôi. Dạ, xin chào bác Ngô Bích Lâm ạ. Vâng, xin chào nhà báo Lại Văn Sâm. Chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình Ai Là Triệu Phú. Có lẽ hôm nay là một ngày âm thịnh dương suy. À, vâng. Cho nên người đang ngồi trên cái nóng lần này cũng lại là nữ. Và tôi rất mong rằng cuộc chơi này sẽ thành công để cho các cuộc chơi sau thì tỷ lệ 50-50 vui vẻ hơn và thành công hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Rất vui được làm quen với các anh các chị trong chương trình Ai Là Triệu Phú lần này. Chị đến với chúng tôi và cũng như bất kỳ một ai đến với chương trình Ai Là Triệu Phú sẽ phải trả lời 15 câu hỏi. Có 3 mốc quan trọng là 5, 10 và 15 chúng ta cần phải vượt qua. Và có 3 sự trợ giúp dành cho người chơi, đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân hoặc hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Chị đã nắm rõ luật của chúng tôi rồi chưa? Vâng ạ. Đã sẵn sàng chơi rồi chưa? Tôi đã sẵn sàng. Vâng, chúng ta bắt đầu đi tìm Ai Là Triệu Phú. Câu hỏi đầu tiên. Các nhân vật làm nghề đốn củi trong các câu chuyện cổ tích thường được gọi là gì? Siêu nhân, đại ca, tiểu phu hay ninja? Đáp án C là đáp án cuối cùng của tôi. Tiểu phu, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 2. Cây nào thấp nhất trong các cây sau? Bạch đàn, phi lao, xà cừ, nấm rơm. Tôi xin chọn đáp án D. Nấm rơm. Đó chắc chắn là câu trả lời đúng rồi. Câu hỏi số 3. Hình bát giác có mấy cạnh? 5, 6, 7, 8.
bát tức là 8, nên tôi chọn đáp án B. D, đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 4. Vạn Lý Trường Thành là của nước nào? Hà Lan, Thái Lan, Trung Quốc hay Hàn Quốc? Vạn Lý Trường Thành là của Trung Quốc, tôi xin chọn đáp án C. Đó là câu trả lời đúng. Câu hỏi số 5. Trong cụm từ tràng hoa quấn cổ thì tràng hoa thực chất là gì? A. Nước ối. B. Dây rốn. C. Tay em bé. Hay D. Tóc em bé. Đáp án B. Dây rốn là đáp án cuối cùng của tôi. Đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Chị đã nhanh chóng vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và hiện nay chị đã có chắc chắn 1 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời đúng ở câu số 6, mức thưởng sẽ tăng lên có trị giá 2 triệu. Và bắt đầu từ câu số 6, chị có thêm một sự trợ giúp thứ tư, đó là tư vấn tại chỗ. Câu hỏi số 6. Bản Đôn là địa danh nổi tiếng thuộc tỉnh nào? Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk hay Kon Tum? C là đáp án cuối cùng của tôi. Thì tôi nhớ bài hát Chú Voi Con ở Bản Đôn. Chú Voi Con ở Bản Đôn. Và chị chọn C, Đắk Lắk. Vâng. Đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Cộng mới với Colin Turin cho con cao, khỏe, thông minh. Dù hương vị nào chỉ cùng một giá. Hôm nay Tuấn sẽ rời bệnh viện với những ký ức thật ngọt ngào. Ký ức về những câu chuyện vui của bác Lâm. Ký ức về nụ cười ấm áp của cô y tá Mai. Sự ân cần hóm hình của bác sĩ Quang. Nhưng với bố mẹ Tuấn, ngày ra viện lại có thể là ký ức buồn, bởi họ không còn đủ kinh phí tiếp tục điều trị cho Tuấn. Thêm một gói mì gấu đỏ là thêm một hy vọng cho những trẻ em nghèo như Tuấn được chữa bệnh. Hãy cùng đóng góp. Gấu đỏ gắn kết yêu thương. Ai cũng khen tóc mình đẹp, nhưng mình không ngờ tóc thật ra lại hư tổn lên thế. Đồng cho phục hồi hư tổn với hệ tái cấu trúc phai rồi acid, giảm hư tổn đến 75% ngay từ lần gội đầu tiên. Đồng cho phục hồi hư tổn, hết lo hư tổn chỉ còn tóc đẹp. Cá kho. Ừ, với Vicino gia vị hoàn chỉnh cho món cá kho. Bước 1, chuẩn bị cá. Bước 2, ướp Vicino gia vị hoàn chỉnh. Bước 3, kho nhỏ lửa. 3 bước đơn giản cho món cá kho ngon đúng liệu. Hãy khám phá sản phẩm tiên tiến nhất từ Omomatic, chuyên gia giặt máy với công thức đặc chế giúp đánh tan vết bẩn hiệu quả trong giặt máy, được các nhà sản xuất máy giặt hàng đầu khuyên dùng. Nước giặt Omomatic mới, lựa chọn hàng đầu cho giặt máy. Ơ, chuyện gì thế? Cậu bốc mùi tanh quá. Đã có Sun Life khử mùi tanh mới, khử sạch mùi tanh và đánh bay dầu mỡ ngay cả trên đồ nhựa. Chưa bao giờ sạch thơm đến thế. Thật tuyệt vời. Top 3 có tác dụng cầm máu, giảm đau, co bú trĩ. Top 3 điều trị hiệu quả trĩ cấp. Top 3 có nguồn gốc thảo dược, không dùng Top 3 cho phụ nữ có thai. Top 3 sản phẩm của Chafaco hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Top 3 tốt cho người bệnh trĩ. Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ là những biểu hiện của suy tuần hoàn não. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco điều trị. Suy tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tinh chất dưỡng trắng da cao cấp Pons trắng không tì vết, tăng cường hơn gấp đôi phức hợp dưỡng trắng, giảm mờ thâm nám, sáng mịn rạng ngời, mở lối tình yêu. Pons Flawless White trắng không tì vết. Căng thẳng mệt mỏi quá. Trà xanh không đo sảng khoái yêu đời.
không lo căng thẳng, giảm trà xanh không độ, giảm quá yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Tôi nghe nói Enlin có thể giúp làm giảm nguy cơ loãng xương trong vòng 4 tuần và cũng Enlin mỗi ngày. Còn bây giờ thì tôi đang kiểm tra hiệu quả thật nha. Tôi sẽ tiếp tục uống Enlin cho xương chắc khỏe. Enlin được thử nghiệm lâm sàng giúp làm giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần. Hiệu quả dưỡng tóc không kéo dài lâu như bạn mong muốn. Thử dùng kem ủ tóc Dove. Kem ủ đầu tiên của Dove được chứng minh bổ sung protein tận sâu bên trong, bảo vệ tóc khỏi nguy cơ hư tổn suốt 7 ngày. Dove, chuyên gia chăm sóc tóc hư tổn. PM Card, giảm khoái ung